Ok, hello mọi người nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với Auto Chat. Lâu quá rồi tôi mới vô chơi lại. Bây giờ bận quá, không có vô chơi được. Ok. Chơi đội hình nào đây? Chắc là Matt tiếp thôi. Warrior không à? Ủa, nếu ai chơi Matt kìa, hay quá. Anh em nếu mà muốn ngồi coi video của tôi thì trước tiên anh em phải giữ gọi là cái tinh thần gọi là vui vẻ để ngồi coi video, tại vì tôi chơi game với tinh thần vui vẻ thôi, nên nhiều lúc chơi sẽ rất là thọt, rất là fail nhiều đoạn. Ý đồ má kỳ vậy ta, sao ra hai con này. Được rồi, nếu mà anh em vô câu với tinh thần gọi là cây cú thì tôi nghĩ là anh em nên tắt video là vừa, đừng nên coi nữa. Hay mình chơi tinh thần gọi là du lịch chính. Nếu mà có cái hay gì thì anh em thấy được thì anh em bắt chước theo, còn nếu mà fail thì anh em tránh. Đúng không? Tôi chơi mà fail thì anh em có thể tránh những cái fail của tôi ra. Đó, vậy thôi. Có một số anh em thì cũng vô thì cũng nói này nói nọ thì do tôi chơi fail quá. Có một số anh em thì họ cũng hiểu là tôi chơi vui thôi, mà hôm bữa có một người anh em vô nói là một bạn đó vô nói là nói chung là bạn đó cũng hiểu. Đó là bác này làm vì cộng đồng, nhưng mà tôi không dám nhận tôi làm vì cộng đồng đâu nha anh em. Đó đó. Tôi không dám nhận. Tôi không dám nhận tôi làm cái này vì cộng đồng. Vì cộng đồng thì cũng nói chung là hướng dẫn mọi người thì có vì cộng đồng có một chút. Cũng dám nhận một chút thôi, chứ nói làm vì cộng đồng thì nghe có vẻ nó hơi nặng quá. Nghe có vẻ nó hơi nặng, ở đây là cái trách nhiệm nó lớn lắm. Vì cộng đồng mà trách nhiệm lớn lắm. Nên tôi không dám nhận cái vụ đó. Làm để giúp đỡ anh em thì ok. Cũng cảm ơn bạn đã hiểu cho cái việc này. Bạn Dung nói là mấy ông hay chửi tôi này nọ thì nói chung nó cũng chả sao cả. Tại vì mấy bạn vô đây coi đa số toàn còn trẻ lại còn nhỏ không à. Đa số nhỏ hơn tôi hết, nên không có trách được. Còn trẻ thì nó háo thắng với lại nó hay làm không có suy nghĩ lắm. Thích thì nó chửi, không thích thì thôi. Nên không có ngăn cản được. Ai muốn làm gì làm. Người nào biết điều với mình thì mình biết điều lại thôi ha. Đâu có gì đâu. Tuổi còn trẻ thì ai cũng muốn thể hiện bản thân cả. Như tôi hồi trước cũng vậy. Lúc mà tôi còn trẻ thì tôi hay thể hiện bản thân lắm. Nhưng mà lúc mà mình càng lớn thì mình sẽ thấy nó khác. Mình sẽ không cần thể hiện mấy cái đó nữa. Nếu mình hay mình giỏi thì người ta sẽ tự động biết thôi. Nên vô coi video của tôi thì được nên đặt nặng vấn đề, gọi là đặt nặng vấn đề quá. Ủa, ghê vậy.
Ghê vậy trời, đội hình mạnh gì? Cái gì hơi lung tung xíu nhỉ, tại vì ngồi lo chém gió nên đội hình quên sắp mất mẹ, sắp lại đội hình quên quên tập trung lại cái đây. Thua rồi, chị không nói nhiều. Thật sự là tôi không có cấm anh em góp ý nha. Ví dụ tôi chơi sai chỗ nào thì anh em cứ góp ý, cứ góp ý theo kiểu kỹ là một cách văn minh lịch sự nhất để thể hiện con người của mình có ăn học, phải không? Mới sửa là cái con này nè. Đó, các bạn thấy là những cái người mà vô góp ý mà họ rất là đàng hoàng lịch sự, tôi sẵn sàng binh lên cho mọi người thấy luôn. Mọi người thấy là tôi sai gì, tôi biểu gì sai, thiếu 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 gì đó. Đó cho mọi người, những cái người sau vô coi tôi thấy đó mới là những cái comment góp ý có ích. Thấy nhìn của mình sao giống mát quá vậy ta? Nó nát thật cái chứ, nó phải nát nhiều rồi. Trời ơi, nổ chết. Xui quá. Ghê thế, trôi vô lốc rồi ghê vãi, ừ, ghê vãi. Nice.
Kiến hình con mày. Diễn nó đi. Ừ, được con nào hay con đó. À, lúc nào cũng được chót á. Khổ quá, mới chơi ông nghỉ chơi mấy cái mấy ngày mà vô đến thọ quá ta. Ừ. Bây giờ thua hơi nhiều. Con nó giờ chưa đủ luôn hả? Ghê. Giờ thọt dữ ta, thua liên tục, nãy giờ thua được cộng 3 con nãy giờ luôn. Càng thua lên tiền càng nhanh. Để ship đồ hình lại cái đăng. Mình này sẽ đánh assassin. Đéo kịp.
Ok, nó có con sai lần luôn. Đéo kịp. Từ từ leo lại.
Hai của mình là được xe lên rồi đúng không? Hai của mình được xe lên là ba của mình rồi. Bao nhiêu mây rồi? Ba mây. Ok, chỉ đủ ba mây. Nice. Very nice. Very nice. Tuyệt vời lắm em ơi. Ngon. Lên phải có slot mới lên được. À đéo kịp anh Tuy. Con này lên thì không được, con này lên thì đâu còn con nào để xế đâu. Full level 3, ghê vãi. Con này nãy giờ chưa lên được level 2 nữa. Trời ơi, đéo kìa anh Ti luôn đen vậy. Đéo kìa anh Ti luôn đen quá. Thay anh Ti nó là ngon rồi. Má thử ròn trái sao đen quá vậy. Nó lên tới play luôn. Tới play level 2 đi, đúng rồi. Đi được là thơm rồi. Anh đi được là thấy thơm rồi. Bây giờ để dành được nhiêu rồi? Ủa kèo nó mất tiêu hết rồi. What the fuck? Kéo tôi đâu? Bị lắc con mẹ nó rồi. Lắc rồi. Sáu trên ba hai. Còn bốn thằng đây đi hai.
Chưa. Để con này vô mà không biết thế chỗ nào. AOE kinh khủng. AOE thuộc dạng khủng. Mà con ngựa mạnh vãi, cái Butterfly mạnh vãi luôn thề. Quá nó mạnh dở luôn. Ép bắt đầu yếu rồi. Ép bị cái là nó né cái mix mình đánh, nhưng mà bị cái là nó sẽ bị dính spell. Đánh vật lý thì nó sẽ né được, nhưng mà đánh spell nó đéo né được. May mà có con này nó tăng cho level 3, tăng cho châu nên cũng khỏe. Stone. Đã vậy. Fever Stone luôn nè. Bây giờ ra con này ra cấp 2 nó mới thơm. Rồi nó cấp 2 nó mới thơm. Đéo ra đâu. Thôi thử đạn như đó được rồi. Tuần sau thử tiếp. Con tí đúng rồi, con tí được rồi. Xong nghĩa vụ rồi. Anh tí là xong nghĩa vụ rồi. Thề luôn. Anh tí là hay là tí là xong nghĩa vụ. Giờ mới thấy cho thêm một con kia nữa đi, cho thêm một con này nữa nè. Naga nãy giờ đéo thấy đâu luôn, điên mãi luôn. Mẹ con này đi. Nãy giờ mới thấy con ra cho lên cấp 2 được. Má đúng rồi, do lên cấp 3 khó thiệt à. Thật sự khó luôn. Anh Ti, ok. Ti được thấy thơm rồi. Này đây đứng đầu đúng không? Để anh tiễn em xuống dưới boss. À, cũng đầu má mà đứng tuốt ở dưới luôn. Giờ đang lật đây rồi, từ từ. Cho xin con kia đi. Đây. Quá
quá thơm luôn các bạn. Silent là thấy ngu người 3 giây đúng không? Silent 3 giây đúng không? 3 giây mẹ, tôi nói 3 giây là có chuyện xảy ra liền. Mẹ chơi mấy game này mà chỉ cần silent 3 giây thôi là ai nát mẹ rồi. Đừng nói tới cái độ thơm luôn. Xanh vậy. Tìm con Giro nó thôi. Level 2 luôn. Bây giờ con Naga này nãy giờ chưa ra level 2 nè. Thằng nào có nào giữ không? Có nào mua không? Có nào mua Naga không vậy? Con này mua một con. À đéo kịp anti nhưng mà không sao, mình nhiều ao em cũng win nhiều ao. Bên kia nó không có đội hình nào để kháng hết, tụi nó tên toàn warrior không à, tụi nó đi theo đường warrior, đường châu warrior không à, nên mình win vậy. Đường ép thì nó mà là có thằng đi theo được mây thì mình mới mệt, y chang mình á, ổng nó bích tranh bích với mình á, mình mới mệt đó, mình mới đuối. Đó, kiếm con level 3 khó ta, éo gà luôn. Éo gà, hoặc cái mẹ đi, éo ron nữa. Thì mẹ nó nãy giờ không đang Naga bực kia. Level mấy rồi? 40, 30. Blind Danger là cái quần què gì? Nếu có đồ nào không đam. Mày leo 10 chưa? 9 rồi. À sao lần được thấy thơm rồi. Mày đứng đầu nãy giờ. Thế này nó có lịch kìa, lịch thế con nào đây. Khó chọn cái con ca hay lịch. Trời mà
thumbnail bằng vải vải nó giờ nó hành đồ kia ghê vậy, nó vẫn còn giữ 52% ghê vậy, vẫn còn 52 máu. Trên 40 thiếu 28 rồi, cho 30 đi. Mình vô đói thì mẹ rồi, anh đéo gì nữa, thằng này là cũng chết với mình. Xong lên level 10 rồi mình nhét thêm con ca vô nữa là há thở. Sao lần nào nó không kịp xe lên. Không kịp xe lên. Thua thua luôn á nha, mấy cái đấy thì sẽ lên. Gì nữa đâu mà thương với nhau. Rồi, 3 con thai rồi. Hàng gì mình đéo có con thai nào, chán quá luôn. Chết con hai nó là ngon rồi. Chết con hai nó là ngon rồi.
Cái con thai là nhẹ người rồi. Mới chơi game này hoài hả? Nghe nó hòa ta. Sẽ lên được rồi, ngon. Ui mà nó đâm cái con kêu mình là mất hết đa mau e rồi. Hết mẹ mắc cái đau ao e đi. Đéo ra luôn. Medusa nãy giờ đéo được ra luôn. Chán ghê. Sẽ lên. Ngon. Ngon, mình đi luôn. Ngon. Tuyệt vời. Thái. Trời ơi, Medusa. Giờ nó mới ra Medusa đi. Mẹ nó thiệt. Tiền đuổi tao quá. 1% mà. Phải lồn quá. Má, à, cái này thua rồi. Thu ở đây mới ghê. Để con nào tăng cái chỗ này á. Thu ở đây mới ghê. Điên quá. Biết tên nó 40 thế nào cũng thua vậy mấy con đó mà. Ok, anh cảm ơn mọi người đã ngồi xem video. Những người thấy thích thì nhớ bấm like và subscribe ủng hộ channel gà nha. Rồi hẹn mọi người ở video sau. Quá đẹp.